Xin chào các bác ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một cây dao như trên hình nhé. Và cây dao này là cây dao dùng để mổ cá ngừ ạ. Cây dao với kích thước rất là to. Dao với chiều dài là chiều dài là 21 cm, rộng 14 cm. Dao được em làm với nguyên liệu là thép Damascus kẹp với vân đồng và kẹp lõi nha các bác. Dao dùng để mổ cá ngừ. Và phần chuôi là chuôi gỗ nu kháo, có chốt pin, khâu đồng, mix sừng trâu nha các bác. Dao có hai điểm nhấn, đó là những đường vân thép lớp rất là đẹp, và kèm với nó là những đường đồng nhìn rất là nổi. Chuôi chắc chắn nha các bác. Dày sống 4 ly, mỏng dần về mũi. Bản rộng là 14 cm ạ. Một cây dao siêu to khổng lồ luôn. Cây dao này em làm theo đơn đặt hàng của khách nước ngoài, của một vị khách đến từ Đức nha các bác. Các bác xem video nhấn chuông đăng ký kênh ủng hộ kênh của nhà em ạ. Và số điện thoại Zalo của nhà em là 0982 555 132. Mời các bác kết bạn Zalo em tư vấn ạ. Dao em nhiệt luyện nghiên con. Và chế độ bảo hành thì các bác yên tâm ạ, em bảo hành khi dùng. Với mỗi sản phẩm của nhà em là đều có bảo hành nha các bác. Một cây dao rất là đẹp, chắc chắn. Một người bạn đồng hành của trong công việc mổ cá ngừ nha các bác. Dao được em gấp từ rất nhiều lớp thép với nhau, kèm thêm vân đồng. Và vân đồng thì nó có tác dụng là nó giúp cho độ kết nối của những lớp thép tốt hơn nha các bác. Nó vừa làm thẩm mỹ mà vừa là giúp các lớp thép kết dính với nhau tốt hơn. Bác nào muốn mua hàng như trên video thì kết bạn Zalo giúp em tư vấn nhé. Còn cây dao này là em làm theo đơn đặt hàng của khách. Video giới thiệu về sản phẩm mới của nhà em đến đây là hết. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin chào các bác ạ.